Bạn đã sẵn sàng đua ở đường đua siêu tốc xoắn kép chưa? Bộ đường đua bao gồm hai siêu xe Hot Wheels đặc biệt, hai bệ phóng gia tốc, hai vòng xoắn kép khoảng 1. Băng băng về đích thôi. Thật dễ dàng sáng tạo ra đường đua Hot Wheels. Dài kỷ lục hơn 4 mét, tuyệt vời hơn, xếp gọn đường đua chỉ với 2 bước đơn giản. Giáng sinh này đón ưu đãi bộ đường đua xoắn kép siêu tốc xếp gọn Hot Wheels lên đến 30%. Ước quà Giáng sinh ra ngày mai chính âm.